Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Và tôi sẽ phải làm những gì đây trong cái thời giờ quý báu còn lại của quãng đời này? Trước hết tôi sẽ đậy kín chai nước của đời tôi, không để một giọt nước sông nào có thể đổ ra trên cát. Tôi sẽ không hoang phí một giây phút nào than khóc cho những bất hạnh của ngày hôm qua, bởi vì tôi không dại gì vứt thêm những trái táo tốt vào đống táo đã hư nữa. Nước có thể chảy ngược trong dòng suối thời gian không? Mặt trời có mọc ở phương Tây và lặn ở phương Đông không? Tôi có thể khơi lại những lỗi lầm của ngày hôm qua để sửa đổi không? Tôi có thể làm vết thương của ngày hôm qua biến mất bằng suy tưởng không? Tôi có thể lấy lại lời nói độc ác, hành vi xấu xa, thủ đoạn gian manh của ngày hôm qua được không? Hoàn toàn là không. Vậy thì hãy để những gì đã xảy ra nằm yên dưới bộ và tôi sẽ không bao giờ nghĩ về chúng nữa. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Ngày hôm nay là tất cả những gì mà tôi đang có. Và những giờ phút này là tất cả một thiên thu thực sự trước mắt tôi. Tôi xin chào đón bình minh hôm nay bằng nỗi vui ướt mi của người tử tội vừa được ân xá. Tôi sẽ giơ cao cánh tay đón mừng và cảm tạ món quà vô giá có tên là ngày hôm nay. Trong tận đáy tim, tôi thành kính tạ ơn sự sống. Khi nghĩ đến những người còn sống ngày hôm qua, hôm nay đã nằm yên dưới mộ, tôi là một kẻ may mắn. Và những giờ phút này là một phần thưởng đặc biệt dù tôi không xứng đáng. Tại sao tôi lại được hưởng những lạc thú này khi mà những kẻ đạo đức khôn ngoan hơn tôi đã nằm xuống? Có thể là họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của đời họ, trong khi tôi vẫn chưa xong. Vậy thì đây là một cơ hội cuối cùng để tôi trở thành một con người đúng như tiềm năng đã có. Nếu thiên nhiên có dành cho tôi một nhiệm vụ thì đây sẽ là một ngày để tôi bắt tay vào công việc. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tôi chỉ có một đời, và đời sống chỉ là một định lượng của thời gian. Khi tôi hoang phí thời gian, tôi cũng đã hủy tiêu đời sống. Nếu tôi hoang phí ngày hôm nay, tôi sẽ hủy tiêu trang cuối cùng của trang sách đời tôi. Vì vậy, tôi sẽ nâng niu trìu mến mỗi một phút giây, vì thời gian không bao giờ trở lại. Thời gian không như tiền bạc bỏ vào dương mục ngày hôm nay để lấy ra ngày mai. Thời gian là gió thoảng, không ai có thể cầm giữ. Tôi sẽ ôm chặt từng giây của ngày hôm nay bằng cái ôm trang trọng của tình yêu dành cho một vật vô giá. Một nhà tỷ phú có thể mua thêm một giây phút nào không trước khi nhắm mắt? Vậy thì tôi làm sao định giá được thời gian? Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tôi sẽ tránh né hoặc tiêu diệt những kẻ thù của thời gian. Tôi sẽ giết những do dự bằng hành động. Tôi sẽ giết những nghi ngờ bằng niềm tin. Tôi sẽ cười vang trêu ghẹo trên những sợ hãi. Tôi sẽ không nghe những thị phi nhỏ nhoi. Tôi sẽ không bàn luận những câu chuyện vô bổ. Tôi sẽ không tụ họp với những kẻ vô công rồi nghỉ. Tôi hiểu rằng khi ăn không ngồi rồi, tôi đã cướp không những thức ăn, những quần áo, những tiện dụng của tha nhân. Tôi không thể là một tên trộm. Tôi là một con người với đúng nghĩa con người. Và hôm nay là ngày cuối cùng để tôi bày tỏ cái vĩ đại của con người tôi. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tôi sẽ hoàn tất mọi nhiệm vụ phải làm của ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ chơi đùa với con cái tôi, vì ngày mai chúng sẽ đi xa và tôi sẽ không còn chúng nữa. Hôm nay tôi sẽ hôn nồng nàn người tôi yêu say đắm, vì ngày mai tất cả chúng ta đều phải ra đi. Hôm nay tôi sẽ giúp đỡ bạn tôi vì hắn đang cần, vì ngày mai hoặc hắn không cần nữa, hoặc tôi sẽ không còn nghe được những lời khẩn cầu của hắn. Hôm nay tôi xin hiến dâng tâm hồn và thể xác này cho công việc, vì ngày mai tôi không còn gì để cho và cũng chẳng còn ai để nhận. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Và nếu đây là ngày cuối cùng, tôi phải sáng tạo nên một tuyệt phẩm để đời thật vĩ đại. Hôm nay sẽ là ngày tốt đẹp nhất của đời tôi. Tôi sẽ sống say từng phút giây, nghe men rượu thắm từng thớ thịt và cảm tạ sự say đắm này. Mỗi một phút giây, mỗi một giờ giấc là một món hàng. Tôi sẽ trao đổi hay mua bán với giá thật cao. Tôi sẽ làm việc hăng say như chưa bao giờ làm. Tôi sẽ không ngưng nghỉ trước khi tác phẩm hoàn tất. Tôi sẽ giao thiệp, thăm viếng, sáng tạo, mua bán gấp chục lần ngày hôm qua. Tôi sẽ nhìn thấy hiệu năng của một phút hôm nay bằng một giờ ngày hôm qua. Ngày cuối cùng cũng sẽ là ngày tối thượng.
Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi, và nếu sáng mai tôi còn trở dậy, tôi xin được quỳ lại sự sống với muôn vàn cảm tạ. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Thủy triều dâng lên rồi thủy triều lại rút xuống. Mùa hè đi thì mùa đông đến. Tia nắng ấm áp không còn thì cơn gió lạnh thổi qua. Mặt trời mọc rồi lặn, trăng khuyết rồi đầy. Những con chim vui chơi rồi bay mất, hoa nở rồi tàn. Gieo mạ hôm nay rồi mùa gặt ngày mai. Tất cả thiên nhiên là một chu kỳ của nhiều trạng thái cảm xúc, và tôi cũng chỉ là một phần của thiên nhiên. Như ngọn thủy triều, cảm xúc của tôi sẽ dâng cao, cảm xúc tôi sẽ rút thấp. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Ít người hiểu được cái bí mật đó của thiên nhiên, rằng mỗi ngày tôi thức dậy với những cảm xúc khác biệt. Niềm vui ngày hôm qua đã trở thành nỗi buồn ngày hôm nay, nhưng cái buồn đó lại biến thành cái vui của ngày mai. Trong tôi là cả một bánh xe luân hồi, xoay vần từ niềm vui tới nỗi buồn, từ hoan lạc tới đớn đau, từ hạnh phúc đến thất vọng. Như một cành hoa tươi nở hôm nay để tan giữa ngày mai. Do đó, cái nỗi buồn của ngày hôm nay đã mang trong nó cái mầm mống của niềm vui ngày mai. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi, và tôi sẽ điều khiển những cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày thêm được hiệu quả. Tôi hiểu rằng nếu những cảm xúc của tôi sai chật, những việc làm trong ngày sẽ hư trái. Cây cỏ cũng tùy thuộc vào thời tiết để sinh trưởng, nhưng tôi phải tự tạo ra thời tiết của tôi. Trong sự giao tiếp hàng ngày, nếu tôi chỉ đem đến mưa bão, gió lạnh và bóng tối, những khách hàng, đồng nghiệp hay nhân viên của tôi cũng đáp trả lại bằng mưa gió và bóng tối. Nếu tôi đem đến cho họ niềm vui, tiếng cười, lòng hăng say và ánh nắng rực rỡ, họ sẽ phản ứng với hoan lạc, ấm cúng. Cái thời tiết mà tôi đã tạo ra sẽ mang đến cho tôi một mùa gặt sung mãn. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi, và tôi sẽ điều khiển những cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày là một ngày hạnh phúc và nhiều thành quả. Tôi sẽ thuộc nằm nòng cái bí quyết rất xưa cũ: yếu là những kẻ để suy tưởng chi phối hành động, mạnh là những người dùng hành động để chi phối suy tưởng. Mỗi ngày khi thức giấc, tôi sẽ tự nhắc nhủ về kế hoạch chiến đấu sau đây của tôi, và sẽ không để cho kẻ thù là buồn bã, tủi thân và thất vọng chiếm ngự. Nếu tôi thấy cô đơn, tôi sẽ hát ca. Nếu tôi thấy buồn bã, tôi sẽ cười nhạo. Nếu tôi thấy ốm mệt, tôi sẽ gia tăng hiệu năng. Nếu tôi thấy sợ hãi, tôi sẽ lao đầu đi tới. Nếu tôi thấy do dự, tôi sẽ nâng cao giọng nói. Nếu tôi thấy thua kém, tôi sẽ chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Nếu tôi thấy nghèo khổ, tôi sẽ hình dung ra những giàu sang phải đến. Nếu tôi thấy bất lực, tôi sẽ nhớ lại những thành công đã qua. Nếu tôi thấy vô nghĩa, tôi sẽ nhớ về những mục tiêu phải đạt. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Và từ nay, tôi biết rằng chỉ những kẻ có khả năng kém cỏi mới dễ tự mãn. Tôi không kém cỏi, nên tôi luôn luôn phải tranh đấu chống lại những ngoại lực chi phối và đàn áp. Những kẻ thù như thất vọng và buồn bã rất dễ nhận diện. Nhưng tôi hiểu rằng những nụ cười và những thân thiện hoan lạc cũng có thể tiêu hủy tôi. Tôi phải nâng cao cảnh giác. Nếu tôi quá tự tin, tôi sẽ nhớ lại những nỗi lầm. Nếu tôi quá no đủ, tôi sẽ không quên những ngày đói khổ đã qua. Nếu tôi thấy nhàn hạ, tôi sẽ nhớ đến những địch thủ. Nếu đang say sưa với chiến thắng, tôi sẽ nhớ đến những giây phút tồi tệ trong nhục nhã. Nếu tôi thấy quá mạnh, tôi sẽ che mặt trời. Nếu tôi đạt đến sự giàu sang, tôi sẽ nhớ đến một đứa trẻ đói ăn. Nếu tôi quá kiêu ngạo, tôi sẽ nhớ lại những giây phút yếu mềm. Nếu tôi thấy khả năng mình vô địch, tôi sẽ nhìn đến những ngôi sao của vũ trụ. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Với kiến thức mới này,
Tôi cũng sẽ hiểu và nhận rõ tâm trạng của những người tôi sẽ giao tiếp. Tôi sẽ rộng lượng với những cơn giận và khó chịu của tha nhân, bởi vì tôi hiểu họ chưa nắm được cái bí quyết điều khiển cảm xúc của họ. Tôi sẽ chịu đựng những mũi tên chế nhạo hôm nay, vì ngày mai họ sẽ thay đổi và cuộc giao tiếp sẽ là một điểm vui chung. Tôi sẽ không bao giờ phán đoán tha nhân bằng thái độ bày tỏ của họ. Tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn giao tiếp, dù họ đối xử trong ganh ghét. Ngày hôm nay, họ không chịu trả vài đồng cho một chiếc xe lộng lẫy, nhưng ngày mai, họ sẽ đổi cái dinh thự của họ cho một túp lều của tôi. Kiến thức này là chìa khóa cho mọi thành công của tôi. Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Từ nay tôi sẽ nhận rõ mọi khúc mắc về thái độ của mọi tha nhân tôi sẽ giao tiếp, cũng như thái độ của riêng tôi. Tôi sẽ sẵn sàng đương đầu và điều khiển mọi thái độ, dù tốt xấu ra sao. Mỗi ngày khi thức giấc, tôi sẽ làm chủ những thái độ này bằng những hành động tích cực. Và khi tôi làm chủ chúng, tôi sẽ làm chủ định mệnh đời tôi. Hôm nay tôi sẽ làm chủ định mệnh tôi, và định mệnh tôi là trở thành một người giàu nhất thế giới. Tôi sẽ làm chủ tôi. Tôi sẽ là một vĩ nhân. Tôi sẽ cười với thế gian. Không một sinh vật nào trên trái đất có thể cười ngoại trừ con người. Cây cối có thể chảy mủ khi bị chặt. Thú vật có thể la khóc khi bị thương tích. Nhưng chỉ con người mới có được phần thưởng quý báu là khả năng cười. Một khả năng hoàn toàn trong sự lựa chọn của tôi. Từ hôm nay tôi sẽ tập cái thói quen cười này. Khi tôi cười, bao tử của tôi tiêu hóa tốt hơn. Khi tôi cười, gánh nặng trên đôi vai tôi nhẹ hẳn đi. Khi tôi cười, liều thuốc bổ đó làm cho tôi trường thọ. Tôi đã nắm được bí quyết vĩ đại của đời sống và sức khỏe. Tôi sẽ cười với thế gian. Và trên hết tôi sẽ cười với tôi. Vì không gì lỗ bịch hơn khi con người tự coi mình là quá quan trọng. Tôi sẽ không rơi vào cái cạm bẫy này của trí óc. Bởi vì dù tôi là một phép lạ nhiệm màu của thiên nhiên, tôi vẫn chỉ là một hạt cát quay cuồng trong gió bão của thời gian. Làm sao tôi biết được là tôi đã từ đâu tới đây và sẽ đi về đâu sau này? Cái lo ngại của ngày hôm nay sẽ trở thành ngu ngốc khi nhìn lại từ 10 năm tới. Tại sao tôi đã để những sự kiện nhỏ nhoi của ngày hôm nay quấy rầy tâm trạng? Tất cả những gì đã xảy ra trước khi đêm xuống đều là vô nghĩa trong dòng sông của thế kỷ. Tôi sẽ cười với thế gian. Nhưng làm thế nào mà cười được khi tôi phải thường xuyên trực diện với những con người và hoàn cảnh trái ngang, gây cho tôi những bực tức, đau khổ và hận thù. Bốn chữ, tôi sẽ tập luyện cho tôi nằm lòng. Bốn chữ sẽ trở thành một thói quen thật mạnh mẽ. Bốn chữ sẽ xuất hiện tự động khi tôi cảm thấy không cười được nữa. Bốn chữ này đã ra khỏi những trở ngại hiểm nguy và giữ đời tôi trong thăng bằng trật tự. Bốn chữ đó là rồi cũng qua đi. Tôi sẽ cười với thế gian, bởi vì tất cả những vật sở hữu con người thâu nhặt rồi cũng qua đi. Khi trái tim tôi nặng trĩu với nỗi buồn, tôi sẽ tự an ủi tôi là rồi cũng qua đi. Khi tôi say men thành công, tôi sẽ cảnh giác tôi là việc này rồi cũng qua đi. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ tự nhủ hoàn cảnh này rồi cũng qua đi. Khi tôi giàu sang, tôi sẽ tự hiểu là cảnh sống này rồi cũng qua đi. Cứ nhìn lại những bậc đế vương đã xây dựng những kim tự tháp vĩ đại, cuối cùng rồi họ cũng qua đi, nằm yên dưới lòng mộ sâu kín. Ngay cả cái kim tự tháp, một ngày nào đó chúng cũng sẽ qua đi, chôn vùi bởi cát bụi sa mạc. Nếu tất cả rồi cũng qua đi, tại sao tôi lại lo ngại cho ngày hôm nay? Tôi sẽ cười với thế gian. Tôi sẽ vẽ ngày này bằng tiếng cười. Tôi sẽ đóng khung đêm này bằng điệu nhạc. Tôi sẽ bận rộn với sự sống và không còn thì giờ để buồn than. Tôi sẽ hưởng thụ toàn vẹn cái hạnh phúc của ngày hôm nay. Cái hạnh phúc đó không phải là kim cương để đem giấu kỹ trong hộp. Nó không phải là rượu ngọt để có thể chứa trong một cái chai. Nó không thể để dành lại cho ngày mai.
Cái hạnh phúc đó phải được gieo trồng và gặt hái ngay trong giây phút này. Và tôi luôn luôn nhớ kỹ điều đó. Tôi sẽ cười với thế gian. Và với tiếng cười, mọi sự vật sẽ trở về đúng với vị trí và tầm vóc của chúng. Tôi sẽ cười nhạo những thất bại của tôi, và chúng sẽ biến mất trong đám mây của những giấc mộng mới. Tôi sẽ cười nhạo những thành công của tôi, và chúng sẽ tự bôi xóa cái quan trọng tự mãn tôi đã đặt để. Tôi sẽ cười với gian ác và chúng sẽ xấu hổ. Tôi sẽ cười với thiện tâm và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Mỗi ngày là một chiến thắng khi tiếng cười của tôi hòa đồng và được đáp lại bằng tiếng cười của tha nhân. Làm sao tôi thành công được trong những giao dịch thương mại nếu tôi chỉ làm những khách hàng của tôi khó chịu? Tôi sẽ cười với thế gian. Từ nay tôi chỉ khóc những giọt lệ vui mừng, bởi vì những buồn bã, hối tiếc và bực bội không có một giá trị nào trên thương trường. Chỉ những nụ cười mới trao đổi được với bạc vàng, và những lời nói dịu ngọt từ tận đáy tim mới có thể xây được lâu đài. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là tôi quá quan trọng, quá khôn ngoan, quá nhiều quyền lực, mà quên đi cái thói quen cười đùa với tôi và với thế gian. Tôi sẽ luôn luôn giữ tâm hồn của một đứa trẻ thơ, bởi vì chỉ trẻ nhỏ mới biết nhìn lên phía trên. Khi tôi còn biết nhìn lên phía trên, tôi còn khả năng tăng trưởng. Tôi sẽ cười với thế gian. Và tôi còn biết cười. Tôi sẽ không bao giờ nghèo khó. Cái tặng phẩm quý báu này là một tặng phẩm tôi phải kính cẩn giữ gìn. Tôi chỉ thực sự thành công khi tôi có hạnh phúc và có tiếng cười. Bởi vì tiếng cười cho tôi hưởng thụ trọn vẹn cái hạnh phúc. Tiếng cười là chìa khóa của hạnh phúc. Như ly rượu ngọt sẽ làm đậm đà hương vị của bữa cơm. Tôi sẽ cười, tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ thành công, tôi sẽ là người giàu nhất thế giới. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Một chiếc lá tơ hèn mọn, nhờ cái chế biến nhiệm màu của con sâu mà trở thành tơ lụa. Một đống bùn lầy, nhờ cái sáng tạo kỳ diệu của con người mà trở thành một lâu đài. Một thân cây cằn cỗi, nhờ cái tài năng diễm ảo của người nghệ nhân mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Một mảnh lông cừu, nhờ cái khả năng cắt xén của người thợ giỏi mà trở thành một bộ quần áo quý phái. Nếu một cái lá, một đống bùn, một miếng gỗ, một chùm lông có thể gia tăng giá trị của chúng gấp trăm lần hay cả ngàn lần, thì tại sao tôi không thể biến tạo cái hạt cát, cái nguyên tử mang tên tôi thành một giá trị vĩ đại? Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Tôi giống như một hạt thóc, phải đối diện với ba hướng tương lai. Hạt thóc có thể được chứa vào kho, rồi một ngày nào xay nấu thành đồ ăn cho gia súc. Hay hạt thóc có thể xay ra thành gạo, rồi bột, rồi làm thành những chiếc bánh ngon ngọt. Hay nó có thể được ươm, nảy mầm, rồi cấy thành trăm ngàn hạt giống khác, rải rác trên suốt cánh đồng thơm lừng những nhành lúa mới. Tôi giống như hạt thóc trên với một sự khác biệt. Hạt thóc không thể lựa chọn tương lai cho nó. Nó không biết là sẽ trở thành đồ ăn cho gia súc, thành bột cho cái bánh ngọt, hay thành giống cho ngàn cây lúa. Tôi có sự lựa chọn đó, và tôi tự hứa tôi sẽ không để ai vứt đời tôi vào cho bọn gia súc, hay nghiền nát đời tôi thành bột cám, mặc cho những tảng đá ngàn cân của thất vọng và thua lỗ đè nặng. Tôi sẽ không bị vỡ tan như những hạt thóc và chịu sự xếp đặt bởi hành động của người khác. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Để tăng trưởng và sinh nở, hạt thóc phải được chôn vùi dưới bóng tối sâu trong lòng đất. Những thất bại, lầm lỗi, ngu xuẩn và sự bất lực của tôi cũng là một loại bóng tối mà tôi phải chịu đựng để có thể tăng trưởng và sinh nở. Rồi một ngày như hạt thóc sẽ vươn cao những mả xanh và những chùm hoa gạo dưới sự ấp ủ của nắng, của mưa, của gió. Tôi cũng sẽ ấp ủ thân thể tôi, trí óc tôi để hoàn thành những mộng tưởng. Để tăng trưởng toàn vẹn, hạt thóc còn tùy thuộc vào sự nâng đỡ của thời tiết. Nhưng tôi thì hoàn toàn tự do trong cái lựa chọn về thời tiết của đời tôi. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Và tôi sẽ làm sao để đạt được ý nguyện này?
Trước hết, tôi sẽ đặt cho tôi những mục tiêu phải đạt trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và cả một đời. Giống như hạt mưa phải tươi mát để hạt giống nảy mầm, tôi phải có mục tiêu định sẵn trước khi đời tôi bắt đầu tăng trưởng. Khi đặt ra những mục tiêu, tôi sẽ lấy những thành quả tốt đẹp nhất từ quá khứ làm tiêu chuẩn, rồi nhân nó lên cả trăm lần. Cái mục tiêu này sẽ trở thành tiêu chuẩn của đời tôi trong tương lai. Tôi sẽ không quản ngại rằng mục tiêu của tôi quá cao, vì giống như người kỵ binh, tôi thà hướng mục tiêu của tôi về phía mặt trăng để bắn được một con đại bàng, hơn là nhắm một con đại bàng rồi bắn phải một bụi cây. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Tôi sẽ không sợ hãi về độ cao của mục tiêu, dù rằng tôi sẽ vấp ngã nhiều lần trước khi tới đích. Khi vấp ngã tôi sẽ đứng dậy ngay, bởi vì tôi hiểu rằng không một cao nhân nào không vấp ngã nhiều lần trong đời họ. Chỉ có một con sâu mới không vấp ngã. Tôi không phải là con sâu, tôi không phải là ngọn cỏ, tôi không phải là một con cừu, tôi là một con người đúng nghĩa. Có những kẻ chỉ dựng nổi một cái hang với đống bùn của họ, còn tôi sẽ xây dựng cả một tòa lâu đài. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Như mặt trời phải sưởi ấm trái đất để hạt lúa đâm chồi. Những lời kinh này tôi sẽ đọc hàng ngày để sưởi ấm những giấc mộng của tôi và biến chúng thành thực tại. Hôm nay tôi sẽ vượt mức thành quả mà tôi đã đạt ngày hôm qua. Tôi sẽ tiếp tục leo cao trên đỉnh núi đời tôi. Ngày mai sẽ cao hơn ngày hôm nay và ngày kia sẽ cao hơn ngày mai. Vượt cao hơn những thành quả của người khác không phải là điều quan trọng. Vượt cao hơn những thành quả của chính tôi mới là tất cả. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Giống như ngọn gió ấm đem hạt giống của lúa đi khắp mọi cánh đồng, ngọn gió này sẽ đem tiếng nói của tôi đến cho mọi người đang lắng nghe. Tôi sẽ nói rõ mục tiêu của tôi. Khi nói ra rồi, tôi phải thực hiện, nếu không tôi sẽ phải chịu những sỉ nhục chê bai. Tôi sẽ là người kiên trì của đời tôi. Và dù rằng thế gian có cười giễu những mục tiêu của tôi, họ sẽ nhìn vào những bước tiến của tôi. Cuối cùng, tôi sẽ không có lựa chọn nào khác là thực hiện mục tiêu để còn được hãnh diện. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Tôi sẽ không phạm vào lỗi lầm là đặt để mục tiêu của tôi quá thấp. Tôi sẽ làm những việc mà những kẻ thua cuộc không muốn làm. Tôi sẽ luôn luôn với tay đến những sự vật ngoài tầm. Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với những thành quả đã đạt. Tôi sẽ luôn luôn nâng cao mục tiêu mới khi vừa đạt được mục tiêu cũ. Tôi sẽ luôn luôn cố gắng để giờ kế tiếp sẽ tốt đẹp hơn giờ này. Tôi sẽ nói rõ mục tiêu của tôi cho thế gian. Tuy vậy, tôi sẽ không bao giờ tự kiêu và tự khen mình. Hãy để thế gian phản ứng, và tôi sẽ khôn ngoan đón nhận những lời khen với tất cả khiêm nhường. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Một hạt thóc gia tăng gấp trăm lần thành 100 nhành lúa. 100 nhành lúa gia tăng gấp trăm lần sẽ thành 10.000 nhành lúa. Rồi thêm 100 lần và 100 lần nữa. Một hạt thóc sẽ nuôi sống cả một thành phố đông đảo. Tôi không thể hơn được một hạt thóc chăng? Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Và khi tôi làm xong lời nguyền này, tôi sẽ lặp lại động tác đó. Tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng để một ngày nào đó, tôi sẽ tự chiêm ngưỡng cách vĩ đại của hạt thóc mang tên tôi. Tôi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa. Những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi. Những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động. Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Không có một bản đồ nào, dù chính xác và rõ ràng đến từng phân đi, có thể chuyên chở chủ nó đi xa 1 mm. Không có một luật lệ nào, dù công bằng và hợp lệ, có thể giúp tránh được một tội ác. Không có một tờ kinh nào, dù hiệu nghiệm như tờ kinh tôi đang đọc, có thể tạo cho người nghe một đồng xu nào. Hành động. Chỉ có hành động là mồi nổ để đẩy tung cái bản đồ, cái luật lệ, cái tờ kinh này, những giấc mộng, những kế hoạch, những mục tiêu thành một thực tại cho đời sống. Hành động là đồ ăn, là thức uống, nuôi dưỡng sự thành công sau cùng của tôi. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Nỗi do dự vẫn giữ chân tôi đã bắt nguồn từ sự lo sợ. Tôi hiểu được điều này khi nhìn tận đáy tim những con người can đảm. Họ biết rằng
Chỉ có hành động mới tiêu diệt được nỗi lo sợ. Do đó, khi tôi hành xử không chút do dự, những nhịp đập loạn xạ của con tim tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi hiểu rằng hành động sẽ biến con sư tử đang đe dọa tôi thành một con kiến hiền lành. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Từ nay tôi sẽ nhớ bài học của con đom đóm. Chúng chỉ phát ra ánh sáng khi đôi cánh của chúng đập mạnh trong động tác bay. Tôi sẽ là một con đom đóm và ánh lửa của tôi sẽ lòe sáng dù ngay giữa ban ngày dưới ánh mặt trời. Có những người chỉ thích làm loài bướm khoe đôi cánh đẹp, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào nhân nghĩa của cánh hoa. Tôi sẽ là một con đom đóm và ánh lửa của tôi sẽ soi sáng thế gian này. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ không tránh né những công việc của ngày hôm nay và cất chúng lại ngày mai, bởi vì ngày mai có thể không bao giờ đến. Hãy để tôi hành động ngay bây giờ, dù hành động đó có thể chưa chắc đã đem lại hạnh phúc hay thành công. Nhưng thà là hành động rồi thất bại hơn là bất động và mục giữa. Thực ra khi hái một quả ngọt, hành động của tôi chưa chắc đã đem đến sự thỏa mãn. Nhưng không có hành động, những quả ngọt này sẽ chết giữa trên cành cây. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ hành động, tôi sẽ hành động, tôi sẽ hành động. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những chữ này mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, cho đến khi những chữ đó đã in sâu vào thói quen như hơi thở của tôi, như cái nhắm mở mắt của tôi. Tôi phải hành động. Với những chữ này, tôi sẽ ra lệnh cho khối óc tôi đương đầu với tất cả thử thách và những kẻ thua cuộc luôn luôn né tránh. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại những chữ hành động cho đến khi xương tủy tôi phải ghi khắc. Mỗi khi thức giấc, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và sẽ nhảy ra khỏi giường. Những kẻ thua cuộc sẽ ngủ thêm vài giờ nữa. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ nhảy vào chốn thương trường. Tôi sẽ nhắc đến những chữ này và tôi sẽ sẵn sàng hầu tiếp khách hàng của tôi. Những kẻ thua cuộc sẽ do dự, lo ngại, sợ bị từ chối. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi đối diện với một cánh cửa đóng kín, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và sẽ gõ mạnh. Những kẻ thua cuộc sẽ đợi bên ngoài trong run sợ và ngại ngùng. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi gặp những cám dỗ gian ác, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và tôi sẽ đập tan những thói hư tật xấu. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi và muốn khất lại công việc cho đến ngày mai, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và bắt tay ngay vào việc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Chỉ có hành động mới định rõ giá trị của con người tôi trên thương trường. Và muốn tăng cái giá trị này, tôi phải gia tăng hành động của tôi. Tôi sẽ bước đi đến những nơi mà những kẻ thua cuộc không dám bước. Tôi sẽ làm việc khi kẻ thua cuộc muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ nói lớn khi kẻ thua cuộc muốn im lặng. Tôi sẽ đi gặp 10 khách hàng khi kẻ thua cuộc đang toan tính đi gặp một khách hàng. Tôi sẽ nói tôi đã làm xong công việc khi kẻ thua cuộc sợ rằng đã quá trễ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ là tất cả những gì tôi đang có. Ngày mai là ngày làm việc của những kẻ lười biếng. Tôi không lười biếng. Ngày mai là ngày người yếu sẽ trở thành người mạnh. Tôi không yếu đuối. Ngày mai là ngày người thua cuộc sẽ trở thành kẻ thắng trận. Tôi chưa bao giờ thua cuộc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi con sư tử đói bụng, nó ăn. Khi con đại bàng khát nước, nó uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi sinh vật. Tôi đói thành công. Tôi khát hạnh phúc. Không hành động, tôi sẽ sống một đời thất vọng, đau khổ và hận sầu. Tôi sẽ ra lệnh cho tôi hành động và tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Sự thành công không chờ đợi ai. Nếu tôi chậm trễ, tôi sẽ nhìn cái thành công đó ra đi vĩnh viễn. Đây là giờ phút, đây là nơi chốn, đây là con người tôi và tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Và tôi sẽ phải làm những gì đây trong cái thời giờ quý báu còn lại của quãng đời này? Trước hết tôi sẽ đậy kín chai nước của đời tôi, không để một giọt nước sông nào có thể đổ ra trên cát.